Đây là ngày Dozer nhỏ ra đời, nhưng khi cậu ấy vừa mới sinh ra, không phải là cậu bé màu xanh mập mạp mà chúng ta biết, cậu ấy giống như các robot mèo khác, cũng có da màu vàng và đôi tai đẹp. Chúng vốn dĩ là những robot chăm sóc trẻ em được sản xuất hàng loạt. Trước khi ra mắt, chúng đều phải trải qua một số bài kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng có một con thì lại khác biệt, việc gì cũng chậm hơn người khác một nhịp. Với các đạo cụ bảo bối, luôn không thể sử dụng một cách hợp lý và cũng là một kẻ ăn uống rất nhiều. Cậu ấy tên là Dozeman, nguyên nhân là vì khi cậu ấy đang được vận chuyển ra mắt, đã bị một tia sét đánh trúng và mất một con ốc quan trọng. Ngay sau đó, hiệu trưởng đã nhận thấy vấn đề của Dozer nhỏ. Rõ ràng cùng được sản xuất trong một nhà máy, sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Vì vậy quyết định chuyển Dozer nhỏ vào lớp học đặc biệt, xem liệu có thể phát triển được gì không. Nhưng vừa đến lớp học, đã cảm thấy áp lực rất lớn, vì các bạn trong lớp đều có năng lực đặc biệt riêng, còn mình thì chẳng có gì. May mắn thay trong lớp của Dozer, Mi đến Chan đối xử với cậu ấy rất đặc biệt. Nhưng điều này cũng gây ra một số bạn học ganh ghét. Tại sao cậu ấy lại có thể gần gũi với Mi đến Chan như vậy? Vì vậy, vào giờ giải lao, quyết định dạy cho cậu ấy một bài học. May mắn thay, Mi đến Chan kịp thời xuất hiện và cứu cậu ấy. Chính sự giúp đỡ này đã giúp Dozer nhỏ lấy lại tự tin. Sau đó, mỗi ngày cậu ấy đều chăm chỉ học tập, nhưng dù cố gắng thế nào đi nữa, thành tích vẫn không hề tiến bộ chút nào. Mi đến Chan để giúp cậu ấy lấy lại tinh thần, đã lấy từ túi ra một thứ. Đó là Dozayaki, một yêu thích trong tương lai của Dozer nhỏ. Cắn một miếng, cậu ấy dường như quên hết mọi phiền muộn. Cũng vì lần này, Dozer nhỏ thực sự yêu thích món ăn này. Nhưng những khoảng thời gian tươi đẹp luôn rất ngắn ngủi. Ngày hội triển lãm của trường sắp đến. Trong buổi triển lãm này, các robot sẽ cố gắng hết sức trình diễn tài năng của mình để được con người mua. Nếu cuối cùng không được chọn, sẽ bị thu hồi và tái chế. Nhìn những người khác lần lượt được chọn, Dozer nhỏ cực kỳ sợ hãi. Cậu ấy lo lắng đến mức không nói nên lời trên sân khấu và lấy từ túi ra một đạo cụ, bắt đầu thể hiện tài năng của mình, nhưng lại lấy nhầm đạo cụ, bị sét đánh thành tro. Rồi cậu ấy lại lấy ra xe nôi, nhưng nhấn nhầm nút, cuối cùng dẫn đến tai nạn. Nhìn tình cảnh tồi tệ như vậy, dĩ nhiên không ai muốn mua cậu ấy. Thấy vậy, Dozer nhỏ chỉ biết quỳ xuống đất trong tuyệt vọng. Bỗng nhiên một tia sáng chiếu vào, thì ra là một đứa bé vô tình bấm nút mua, nhưng thấy con mình thích như vậy, bố mẹ đứa bé cũng không định trả lại nữa. Và đứa bé đó chính là cháu của Nobita, cháu tên Soshi. Thế là một cách tình cờ, Dozer nhỏ tạm thời ở lại nhà của họ với mục đích là một robot chăm sóc trẻ em. Dozer nhỏ đã tận tâm hết lòng, ban ngày chơi cùng cậu bé, ban đêm còn dỗ cậu bé ngủ. Tình cảm giữa hai người ngày càng sâu đậm. Giáng sinh sắp đến, Soshi chuẩn bị làm một bức tượng đất sét để tặng Dozer nhỏ làm quà, nhưng phát hiện không làm được cái tai, vì vậy đã lấy ra một con chuột máy thủ công để giúp đỡ, để làm đôi tai của Dozer nhỏ trông giống hơn. Nhưng con chuột máy nhận diện sai, hiểu lầm rằng phải làm Dozer nhỏ thật sự trông giống hơn, chạy lên đầu Dozer nhỏ khi cậu ấy đang ngủ và gặm mất tai của cậu ấy. Vì vậy mà Dozer nhỏ sinh ra nỗi sợ hãi với chuột. Dozer nhỏ nhanh chóng được đưa vào bệnh viện để tiến hành phẫu thuật sửa chữa. Nhưng đột nhiên, một con ruồi bay đến đậu trên mũi của Dozer nhỏ, khiến cậu ấy hắt hơi thật to, khiến cho bác sĩ chạm phải, và máy phẫu thuật chuyển sang chế độ tự động. Cuối cùng, đầu của Dozer nhỏ bị cạo sạch. Cậu ấy rất buồn và đi ra biển một mình. Cái đầu chọc lóc của cậu ấy vào buổi tối trông rất sáng loá. Để không bận tâm về điều đó, cậu ấy lấy từ túi ra thuốc hỗ trợ năng lượng, nhưng sau khi uống, cậu ấy cảm thấy buồn hơn. Năng lượng mạnh mẽ khiến cơ thể rung lên. Dozer nhỏ cứ khóc suốt 3 ngày 3 đêm. Khi Dozami tìm thấy Dozer nhỏ lần nữa, lớp mạ vàng trên người cậu ấy bị rụng ra do rung động và trở về màu sắc ban đầu. Người em gái chu đáo cũng phát hiện, lý do khiến anh trai buồn như vậy là do uống nhầm thuốc tạo ra nỗi buồn. Nghe vậy Dozer nhỏ càng buồn hơn. Từ lời của em gái, cậu ấy biết Soshi đã mất tích mấy ngày rồi để tìm cậu ấy. Nhưng lúc này cảm xúc không thể kiểm soát nổi. Đột nhiên nhờ đến thuốc hỗ trợ năng lượng trong túi, cậu lấy ra và uống một hơi thật lớn. Lần này uống phải thuốc điện quang hỏa thạch, một loại thuốc một khi đã động thì không thể dừng lại. Lúc này Soshi ở bên ngoài bị kẻ cướp đi ngang qua bắt giữ và trở thành con tin, thậm chí cảnh sát thời gian cũng không làm gì được. Soshi cố gắng vùng vẫy gọi tên Dozer nhỏ, và Dozer nhỏ cũng nghe thấy tiếng kêu cứu của Soshi. Cậu ấy băng qua con dốc và bay lên trời, dùng đầu để bịt kín lỗ thoát khí của tàu, cuối cùng cũng cứu được Soshi. Dù hình dáng của Dozer nhỏ thay đổi nhiều, nhưng Soshi nhận ra cậu ấy ngay lập tức. Thấy vậy, Dozer nhỏ không còn buồn vì đôi tai của mình nữa. Vào ngày Giáng sinh, Soshi mang ra món quà cậu ấy đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Dozer nhỏ rất thích món quà đó, nhưng cậu ấy lại không có gì để tặng lại. Dozer nhỏ sinh ra trong bất hạnh, nhưng may mắn thay, cậu ấy đã gặp được người bạn như Soshi, là người đã mang lại cho Dozer nhỏ hy vọng sống. Nhưng dù nói vậy, Dozer nhỏ vẫn không muốn Soshi giống mình, phụng về và làm ngóng, nên cậu ấy đã đưa ra một quyết định táo bạo. Xuất phát trên hành trình sửa chữa lịch sử của tổ tiên tệ nhất, Nobita đến Kun, mang lại hạnh phúc cho cậu, là mong muốn của Soshi, và là món quà Giáng sinh từ tớ.